Trong những ngày này, tại điểm phát gạo được bố trí ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người dân đã mang phiếu xác nhận có hoàn cảnh khó khăn đến để nhận gạo miễn phí. Theo đó, mỗi gia đình sẽ nhận được 2kg gạo mỗi ngày, kèm theo một số nhu yếu phẩm tại gian hàng không đồng như rau, trứng, sữa hoặc mì tôm tùy ngày. Đáng chú ý, lần này cây ATM gạo đã xuất hiện với thiết kế độc đáo, được bổ sung camera nhận diện khuôn mặt và hai vòi xuất gạo, giúp giảm được thời gian chờ đợi cũng như tập trung đông người tại một khu vực. Rất công an chuyện làm thất bại nên không có đi mần được, rồi ở nhà ở không, rồi đâu có tiền đâu mà ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Mua bán cũng bị hết trơn, quán xá đâu cũng không có đi làm được luôn. Thấy vậy thì cũng mừng, thì cũng giúp cho người ta, mấy người khó khăn á, tới nó ẩm về cũng đỡ phần nào đó phần ấy. Quận 12 cũng đi kêu gọi sự hỗ trợ của các đơn vị mạnh thường quân, các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, để duy trì được cái ATM gạo này thì quận đoàn mình cũng phải cần tuyển các bạn lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia, các bạn tình nguyện viên. Cây ATM gạo được thực hiện nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đợt giãn cách xã hội lần này. Dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách xã hội. Đến nay, quận đoàn 12 đã tiếp nhận được gần 3 tấn gạo từ các nhà tài trợ. Sau khi triển khai ở quận 12, ATM sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.